Thị trường bất động sản có nhiều tín hiệu khởi sắc trong nửa đầu năm 2024, điều đó được phản ánh rõ nét với nhà trung cư. Tại Hà Nội, phân khúc này sôi động ở cả nguồn cung, sức mua và tính thanh khoản. Nhưng giá bán tăng cao cũng khiến giấc mơ an cư của không ít người gặp trở ngại. Anh Vũ Đăng Khoa, 37 tuổi, quận Hà Đông, kể rằng năm 2022, vợ tôi thích một căn hộ hơn 60m2, đầy đủ nội thất, giá bán khoảng 1,5 tỷ đồng. Nhưng gia đình chưa đủ tiền và chờ tích lũy thêm. Vậy mà đầu năm nay, giá nhà tăng tới 70%. Lúc đó, khi đã tích lũy được khoảng 2 tỷ đồng, chúng tôi vẫn khó mua được nhà, anh Khoa kể. Vì sợ giá nhà chung cư còn tăng, vừa qua, vợ chồng anh Khoa đành vay mượn thêm cho đủ gần 3 tỷ đồng để mua một căn góc tầng 18, diện tích 68 m2 tại khu vực An Khánh, huyện Hoài Đức. Liên quan đến vấn đề này, theo các chuyên gia phân tích thị trường bất động sản Hà Nội, biến động của giá nhà chung cư được cập nhật đầy đủ trong các báo cáo sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm. Sôi động nhất trên thị trường bất động sản trong nửa đầu năm là chung cư Hà Nội. Nhu cầu tìm mua chung cư Hà Nội đạt đỉnh vào tháng 3 năm 2024, tăng gần 60% so với cuối năm 2023. Hiện tại, tuy chung cư đã hạ nhiệt về mức độ quan tâm nhưng giá vẫn không giảm. Tại thị trường sơ cấp, giá bán trung bình chung cư Hà Nội đạt xấp xỉ 60 triệu đồng trên mét vuông, chưa bao gồm VAT và phí bảo trì, chỉ thấp hơn 3 triệu đồng trên mét vuông so với mức giá trung bình hiện tại của thành phố Hồ Chí Minh. So với quý trước, Giá bán đã tăng 6,5% và tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2023. Rõ ràng, cơ sốt giá nhà chung cư chỉ có thể hạ khi bài toán nguồn cung của thị trường được giải. Song đó là câu chuyện của tương lai, đặc biệt khi các chính sách mới về đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản cần có thời gian để thẩm thấu, tăng thêm nguồn cung, giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận và có nhiều lựa chọn.